em thỉnh thoảng lĩnh lương là em hay đi thư giãn, đi kiểu massage Nauru ấy, kiểu massage trườn Thái ấy, tức là cái kỹ thuật viên ấy nó cởi hết quần áo ra, xong rồi nó dùng ngực với lại dùng ấy ấy, nó massage nó trườn khắp người, nó đổ dầu nó trườn khắp người. Thế là em bị kích thích lắm, em sướng lắm. Xong rồi đến cái giai đoạn gọi là trườn xong thì nó saxophone nó chỉ quọc mấy phát là em bị phọt. Lắm hôm mà bị cướp cò phụt sư vào mặt nó cơ, mà như thế nó ức lắm. Thế làm sao mà để kiểu massage như thế nó kích thích rồi mà đến lúc thổi vẫn nâu ra. Rồi quá là đơn giản luôn, dùng ngay cái cao xịn xú đây này. Xịt trước lúc làm chuyện đấy khoảng 15 phút thì xong rồi cậu rửa đi thì làm sao mà các em ấy biết được là đã dùng hay chưa, đúng không? Mà cái này nó còn có cái tinh chất nước hoa nữa, không biết là mình dùng cái gì đâu. Có mà cho saxophone thoải mái, có mà saxophone mỏi mồm luôn không ra được. Không ra được luôn á. Còn lâu mới ra được. Và đúng là có nhiều anh em ấy gặp cái tình trạng là vừa mới ấm ấm gái đã chớ rồi. Nhiều khi mà vừa mới chạm vào đã chớ rồi. Thì mình dùng À, cái này. như này cho đỡ, chứ thế đỡ tiếc tiền nhỉ. Vì triệu rưỡi một lần đấy, cả bo và cả massage là triệu rưỡi một lần đấy. Thế những anh em nào mà đang gặp cái tình trạng mà chưa gì đã chớ rồi, em vừa mới ấm ấm đã chớ rồi thì dùng ngay cái cao con này cho em nhá. Cứ inbox của kết bạn Zalo với em Yến sẽ tư vấn chi tiết cho mình. Bởi vì khi mà mình dùng cái này á, mình phải dập mạnh, dập cái tốc độ cao mới có thể ra được. Anh em mình yên tâm nhá.